Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Không nhận ra Mai Phương Thúy trong loạt ảnh mới. Hình ảnh mới của Mai Phương Thúy được khen ngợi cá tính và đầy gợi cảm. Nỗi than thở về việc cân nặng trên mạng xã hội, nhưng mới đây Mai Phương Thúy đã tự tin khoe body thon gọn trong những bộ cánh áo táo bạo, gợi cảm mà không kém phần cá tính. Lang hậu nổi tiếng với biết không ngại để lộ đôi chân dài và với thương hiệu của mình cùng với vòng một. Trong mấy khi thấy Mai Phương Thúy biến hình với phong cách này, nên cô nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Đây là bộ ảnh đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam 2006 dành tặng cho chị em phụ nữ với mong muốn một nửa thế giới phải luôn xinh đẹp và yêu thương bản thân. Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai, Mai Phương Thúy cho biết Thúy muốn là một người sống ngoài rìa showbiz, muốn mình nặng bao nhiêu kg cũng được và thích được ăn uống thoải mái. Tôi muốn cống hiến gì đó cho nghệ thuật hoặc đơn giản là truyền cảm hứng cho những người yêu mến mình. Những ngày 8 tháng 3 sắp đến, Thúy mong rằng tất cả chị em phụ nữ luôn thật nhiều hạnh phúc, bởi vì bạn xứng đáng nhận được điều đó. Mai Phương Thúy đã lột xác cực cá tính trong một loạt ảnh mới. Và đây cũng là phong cách hiếm thấy của làng hậu. Luôn ám ảnh chuyện cân nặng, thế nhưng Mai Phương Thúy hiện đã lấy lại được vóc dáng thon gọn. Làng hậu khoe thần thái cuốn hút đôi chân dài trong một loạt ảnh mới. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.